Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chân gà nướng. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị sả hai cây, gừng một lát và ghiền một hai lát ha. Ớt thì 4 trái, tỏi thì 6 củ, hành thì 8 tép nha, 1 tép nha. Còn tiêu thì mình làm một nhánh. Mình xay ra hết tất cả các nguyên liệu như đó. Mình băm nhỏ ra mình sẽ xay nha mọi người. Xong rồi mình cho vào một cái thau, một cái nồi. Đầu tiên mình sẽ cho một ngọt, ai ăn ít thì bỏ ít nha, mình bỏ nhiều nha. Nửa hũ sa tế này mình sẽ bỏ cho là 2 ký chân gà nha, và 1-2-3 cục chao nha mọi người, ít chao thôi nha mọi người, và khoảng một thìa sốt đồ nướng, một thìa dầu hào có tác dụng cho béo nha mọi người, nó khoảng một thìa thôi nha, khoảng 3 hoặc 4 thìa nước tương nha, 3 đến 4 thìa nước tương, và một cục đường thốt nốt như vậy ha. Cục đường thốt nốt này mình sẽ băm hoặc bóp nhuyễn ra mọi người, có kiến thì mình thổi kiến đi. Đây là dầu mè mình cho khoảng 1 muỗng của dầu mè nha mọi người. Rồi mình sẽ cho thêm rồi là bột gia vị Tây Bắc ha mọi người, cho nó thơm. Đây là bột nêm, mình quậy đều nha mọi người, quậy đều tất cả các gia vị. Chân gà thì mình đã chẻ sẵn rồi và mình cho rượu, mình bóp rượu với gừng rồi nha mọi người, mình ướp bóp rượu rồi. Sau khi đó mình trộn hết gia vị vô, mình ướp nướng khoảng 1 tiếng, thì mình nướng khoảng 15 phút thì nó sẽ ra như thế này nha mọi người. Nó sẽ giòn như thế này nha. Các bạn cứ thử làm theo đi, nướng khoảng cỡ khoảng 20 phút thì được. Đây là thằng con trai mình nó ăn rồi mọi người. Đây. Nó cho mà. Duy nữa con được. Kéo. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn nha, nhớ follow kênh để đón xem những clip hay mới nữa nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ bye bye mọi người.